2. Chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Hôm nay mấy anh em bắt hẹn qua được mớ cua đó mọi người. Với hái mớ rau vườn, giờ mấy anh em chuẩn bị làm món lẩu cua nha. Mời cả nhà cùng xem nha. Đây là thành phần mấy anh em chuẩn bị sáng giờ mọi người. Cua mình thấp giờ mình thâm ra luôn rồi mọi người. Đây là cái phần gạch cua mình để riêng nè. Để mình làm cái nước lẩu. Tách chè nó bay vô đây rồi. Đây là thịt bằm. Mình có bỏ trứng gà vô trong đây sẵn mọi người. Thêm gia vị. Gạch cua vô. Có thêm món nữa là món chêm chép. Chêm chép hôm qua đi bắt nha mọi người. Giờ mình lột ra nấu chung với lẩu luôn. Trời, đây rau rồi. Hôm nay là một món bữa thịnh soạn nha mọi người. Ăn bún luôn. Mọi người cùng theo dõi. Giá đưa tôi giá. Giá nào? Thịt cua nha mọi người, mình nấu cho nó giả ra đừng mình lấy thịt càng cái nào bỏ vô luôn không bỏ vô luôn đi. Người ta có máy xay, người ta xay, còn mình không có máy xay, mình đâm để nắp lại cho nó xong rồi. Sôi rồi cua nó nổi lên, thịt cua nổi lên. Đâm chưa nhuyễn nha. Cơ chấm muối tây chanh ngon. Được ạ. Thịt không. Ngày đầu tiên mình làm món này luôn mọi người. Thường ăn thường người khác làm ăn quán. Nhà không có nấu. Này thịt cua nó ra nè ha. Hồi vớt bọt đó. Tôi ướt khối lắm. Mình giờ mình tắt nước. Ngã không ta? Ngã đâu. Để tháo vô ấy. Ừ. Thịt cua đóng nhóc quá trời nè. Này phải có vợt không? Thấy trong nhà tôi phải có cái vật mà. Nè. Còn gạch cua nhóc ở trơn nè. Tiếp theo mình phi hành tỏi. Dằn quá. Kệ giờ. Lấy dụng chén thịt rồi nha. Tô thịt á. Có thịt bầm vô luôn. Nè thịt bầm nãy mình có ốp một chút rồi nha mọi người. Đây là phần gạch cua nha mọi người. Này là không có theo công thức ai nha mọi người, công thức nhà làm. Cái này nó béo dữ rồi nha. Thêm miếng dầu cho nó béo béo. Bánh đa, bánh xà bừng. Thịt đó. Hết luôn ha, xuống luôn đi. Thịt nó lượt cái rượu. Nhỏ nhỏ à. Ăn có chắc canxi rồi chứ. Trời ơi, cái nước này mọi người. Thôi lỗ béo dữ rồi. Còn dư mấy chén hột gà, gà lỏ vô luôn không? Cho sôi đi. À đây bữa nào nó mì ăn.
cái dừa quá. Cái này nấu cháo cũng ngon. Đợi nó sôi lên. Giờ cũng chín rồi mọi người. Giờ mình múc ra nồi nhỏ, mình bắt cái đuôi ra cho mọi người. Đừng mình trúng dao. Rồi mọi người nè, thấy không? Trắng trắng là thịt cua nha mọi người. Cà nấu vậy là vừa nha mọi người. Chín tới chưa có gã là mình còn bắt anh biết nữa. Ra. Chắc không ngon đâu. Cái bó hành đó nữa. Chút bỏ vô. Dẫn. Ừ. Nồi nước lẩu này hơi bị ngon nha mọi người. Nè, gạch cua nó lóc dưới này nè mọi người. Quá. Nước dừa. Nè. Này còn có hơi hào nữa. Hi. Chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Về Miền Tây Vlog nha. Hôm nay món lẩu mấy anh em mình hoàn thành nha mọi người. Giờ là bắt lên bếp ga và bỏ rau vô trụng, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mời cả nhà nha. Đó, nóng rồi đó. Ủa. Rồi là có bầu nữa nè mọi người. Chán, chán vô. Uống nước luôn. Tay cũng vậy. Biết lâu rồi. Ừ. À. Không có ăn chân gà. Bữa nào mua giò gà nước quất. Như hấp hành nè. Gà nhiều nước. Phải không à? Thiệt không à? Thiệt không à? Ừ. Như bà bán chân gà ấy. Rồi. Mở cái nhà nha. Thôi à. Bới lại múc cho tôi kìa nè. Chờ tôi chán đầy dung vậy đó. Thôi tối quá. Múc nhiều. Vô miếng bún nha mọi người và cả nhà nha. Nóng quá vậy. Miếng nước rồi. Thôi đã. Nấu nước dừa không hỏi đậm đạo. Thấy vậy chứ mà ăn lẹ lẹ mọi người ơi. Chỉ mưa thấy nữa. Bữa nay nghe nói câu là bảo số 2. Rồi miếng gạo linh đình nè. Mời mọi người nha. Mới luôn. Dưới á, múc dưới nhiều lắm đó. Mời mọi người vô cuộn thịt ha. Quá đã. Ngồi buổi chơi gió mát đã mọi người. Cái dạng cua này nấu ra cái nước ngọt. Tìm con này. Nước mắt kìa. Bự bự. Thịt. Cái nhân cấp này nó mập á. Cà chua cho nó chua chua rồi mà mọi người vô miếng cà nha. Cái trứng gà. Bao nóng quá. Đó rồi, cầm luôn. Ờ. Nóng quá. Nóng là ngon.
gõ qua cái chè nó sâu quá một bên nè mọi người. Nhỏ gà giữ miếng gà mọi người, ngon quá. Điện gấp rồi. Cháy bọc luôn. Cháy bọc á. Chai đưa nguyên một thúng kỹ lắm. Ăn vậy còn ăn gì nữa, ăn cơm mọi người. Ăn mạnh mạnh vô. Mày nhảy lắm. Dạ nóng rồi đó nha. Định mọi người, nhưng một chén thịt cua không chấm à. Mọi người nha, ai da những nhiều quá. Nói mỗi anh em chép thân nhất lưng mọi người. Ở còn tôi hụt cua đó. hai bạn ta đưa nó kẹp banh chảnh nha. À. Này ngon lắm mọi người. Đồ thử kiếm rồi đi xung quanh ra vườn kiếm thôi. Anh đâu có sợ phân thuốc gì đâu mọi người. Ngon eo luôn. Mọi người thấy video này thấy hay mọi người nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nhóm anh em tụi mình nha. Hẹn mọi người video tiếp theo.